nhìn lại những hình ảnh đời thường của Ngọc Châu bên mẹ. Có lẽ nỗi sợ của những người con xa nhà là đột nhiên nhận được cuộc gọi thông báo người thân của mình không còn. Được biết, cha Ngọc Châu mất từ khi cô còn nhỏ, một mình mẹ vất vả ngược xuôi nuôi cô nên người. Ngọc Châu rất sợ tiếng mưa, tiếng sấm sét. Trong một buổi phỏng vấn sau đăng quang, cô kể, Châu còn nhớ có buổi trời mưa rất to. Lúc đó mình rất sợ và ngồi trên cái võng nhỏ bên cạnh bàn thờ của ba. Khi đó mình khóc rất nhiều. Một lúc sau, mình thấy mẹ từ xa hớt ha hớt hải chạy vào nhà, ôm lấy mình an ủi. Mẹ cũng hiểu mình rất sợ tiếng sấm, tiếng mưa. Dù mưa lớn đến cỡ nào, mẹ cũng chạy về thật nhanh để an ủi mình. Lướt mạng xã hội mà có lẽ trái tim của nhiều người bỗng thắt lại. Vì đâu đó, đấy chính là nỗi sợ của những người xa quê. Những cuộc gọi bất thường thông báo người mình yêu thương không còn. Vậy là kể từ hôm nay, cô Hoa hậu dễ mến người Tây Ninh không còn cả mẹ lẫn cha. Lễ Vu Lan tháng 7 để báo hiếu mẹ cha, tôn vinh ơn nghĩa sinh thành, nhưng lại là câu chuyện buồn của sự chia xa đột ngột, sự cách biệt âm dương.